Quý vị khán giả truyền hình thân mến, vẫn là sân vận động Thiên Trường rất rực rỡ và lung linh, rất đông khán giả đang đến để cổ vũ cho trận đấu giữa đội tuyển U23 Thái Lan và đội tuyển U23 Philippines, đội tuyển U23 Singapore. Đây sẽ là một trận đấu rất quan trọng đối với cả hai đội Thái Lan cũng như Singapore, khi họ đã không có được trận đấu ra quân ưng ý. Đối với Thái Lan thì họ đã để thua cao thủ U23 Malaysia với tỷ số 1-2. Trong khi đó thì Singapore cũng có một trận đấu được cho là khá thất vọng khi đã có tỷ số hòa 2-2 với đội tuyển U23 Lào. Đây là huấn luyện trưởng của đội tuyển U23 Thái Lan, ông Manopol King. Trước mắt chúng ta là những diễn biến của vòng thi đấu thứ hai khu vực bảng B môn bóng đá nam của SEA Games 31. Ngày hôm nay thì vẫn như thường lệ, sân Thiên Trường vẫn rất đông khán giả đến cổ vũ cho hai đội. Một hình ảnh rất đẹp. Không nhiều các cầu thủ ở lứa tuổi U23 được thi đấu trên một sân vận động đầy kín khán giả như vậy. Rõ ràng khán giả luôn là nguồn cảm hứng bất tận để cho các cầu thủ có thể phô diễn được những gì được coi là tốt nhất của mình. Còn đây chính là huấn luyện trưởng của đội tuyển U23 Singapore, ông Nasri Nasir. Khán giả Việt Nam cũng không còn quá lạ lẫm gì với ông Nasri Nasir nữa. Đội trưởng của đội tuyển Singapore đã lên ngôi tại Tiger Cup 98 diễn ra tại Việt Nam. Ngày hôm nay thì chắc chắn là các cầu thủ U23 Thái Lan sẽ phải nỗ lực hết sức để có được chiến thắng trước đối thủ Singapore. Trong hiệp đầu tiên thì đội hình xuất phát của các cầu thủ U23 Thái Lan, trong thành vẫn là số 1 Kawin, cầu thủ số 2 Nakin Wischat, số 5 Adusak Jaifet, số 6 Afandolo, số 7 Ekanit Pania, số 9 Patrick Ngutamson, số 10 Gurachit, số 16 Chonapat, số 7 Benjamin James Davis, số 18 Wirathep Pomphun và số 19 Chaya Piat. Huấn luyện viên trưởng của U23 Thái Lan đó chính là ông Manopol King. Ngày hôm nay thì đội tuyển U23 Thái Lan có hai sự thay đổi người so với trận đấu ra quân. Một đến từ sự thay đổi người bất đắc dĩ. Vị trí trung vệ của Anusak Jaifet sẽ đá thay cho Jonathan Kembe, cầu thủ đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận đấu đầu tiên của U23 Thái Lan tại giải đấu năm nay. Được biết thì Jonathan Kembe, cầu thủ đang thi đấu tại giải Đan Mạch, đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút thứ 41 trong trận đấu gặp Malaysia. Và đó thì anh sẽ phải nghỉ hai trận đấu sau đó. Về phía đội hình của cầu thủ Singapore, trong khung thành vẫn là thủ môn Zafiul Nizam, số 5 Bin Sanja, số 8 Sabin Sahifan, số 11 Bin Kanadi, số 13 Bin Sazali, số 15 Ifa Stewart, số 16 Griffin Stewart, số 19 Nadim Bin Rahim, số 20 Chua Minh Sun, số 23 Mua Arifin và số 29 đó là Chia Jung Heng. Hôm nay thì cả U23 Thái Lan và U23 Singapore thì cả hai thủ môn của họ đều là những cầu thủ nằm ngoài độ tuổi U23. Bên phía Thái Lan đó là thủ thành Kawin, không quá xa lạ với những fan hâm mộ của bóng đá Việt Nam nữa. Còn về phía Singapore, thủ thành Jaiful Nizam cũng là một trong những cầu thủ quá tuổi của đội bóng này. Nói thì đây là một trận đấu
mà cả hai đội bóng cần phải nỗ lực để có chiến thắng, đặc biệt là đối với các cầu thủ Thái Lan. Trong trận đấu đầu tiên của Singapore giải đấu này thì họ chơi với sơ đồ là 3-5-2. Năm nay thì có vẻ như cao thủ Singapore vẫn chơi với sơ đồ 3 trung vệ. Lúc này thì hai cánh của họ đã dâng cao hơn. Trong đường xuất phát của Singapore có một sự thay đổi người so với trận đấu đầu tiên. Đó là vị trí của cầu thủ chạy cánh trái mang áo 11 Din Kanadi, anh đá chính để thay cho cầu thủ số 4 Mubin Abdulat. Ben Davis. Bóng không tới được vị trí của Gustafsson. Chính điều khiển trận đấu này là trọng tài người Maldives, ông Adam Fazi. Trợ lý số 1 cũng là một trọng tài người Maldives, ông Ahmed Adula. Trợ lý số 2 là trọng tài người Liban, ông Rabit Omeras. Trọng tài thứ 4 là ông Naruro, trọng tài người Tajikistan. Ông Naruro chính là trọng tài đã bắt chính trong trận đấu mà Thái Lan để thua các cầu thủ Malaysia ở vòng đấu đầu tiên. Trong trận đấu đầu tiên của vòng 2 khu vực bảng B thì cao thủ Campuchia đã có trận đấu ra quân xuất sắc khi đánh bại U23 Lào với tỷ số là 4-1. Một kết quả rất bất ngờ so với những gì mà U23 Campuchia đã thể hiện tại giải U23 vô địch Đông Nam Á diễn ra trên sân nhà. Đúng là không khí trên sân vận Thiên Trường cực kỳ ấn tượng. Trưởng đoàn bóng đá của Thái Lan bà Manapang đã quá ấn tượng với những gì mà các cổ động viên Việt Nam đã cổ vũ cho các đội bóng ở giải đấu năm nay. Bà nói rằng là từng làm bóng đá tới 16 năm nhưng thực sự quá bất ngờ về sự nhiệt tình cũng như là sự cuồng nhiệt của các cổ động viên có mặt trên sân vận Thiên Trường. Và bà thực sự cảm ơn sự cổ vũ của tất cả những fan hâm mộ có mặt trong những trận đấu của các đội bóng diễn ra ở khu vực bảng B. Trong trận đấu đầu tiên của mình tại giải đấu hôm nay thì không ai nghĩ rằng Singapore lại gặp nhiều khó khăn như thế trước U23 Lào. Họ đã để thua trước với tỷ số là 0-2 và phải tới tận những phút cuối cùng của trận đấu thì mới có được các bàn thắng rút ngắn tỷ số còn 1-2, và phút 90+4 thì mới có bàn thắng san bằng tỷ số hòa 2-2. Rồi, không được. Chút chút nữa thì Thái Lan có được cơ hội nguy hiểm. Người vừa có tình huống xâm nhập đó chính là Nakin Wichachat. Phạt góc cho cao thủ Thái Lan. Trận đấu gặp Malaysia khi phải nhận thẻ đỏ ở phút thứ 41, tất cả ý đồ chiến thuật của huấn luyện viên Mano Volkin đã bị phá sản. Chỉ sau khoảng 2 phút thôi thì ông bắt buộc phải rút tiền đạo mục tiêu Patrick Gustafsson ra sân. Thay
vào đó là trung vệ mang áo số 5 Anusak Jaifet. Và khi Jaifet vào sân để thay cho Patrick Gustafsson, anh đã cặp trung vệ cùng Chonapat Buaphan. Và trận đấu này cũng vậy, hai trung vệ của Thái Lan vào lúc này đó là số 16 Buaphan và số 5 Anusak Jaifet. Thực tế thì giải đấu hôm nay U23 Thái Lan không có được lực lượng được coi là như ý nhất, vì khá nhiều những câu lạc bộ tại Thái Lịch đã không nhả quân, đặc biệt là Buriam. Với việc Buriam sẽ phải chơi trận bán kết tại Cúp Quốc gia Thái Lan gặp câu lạc bộ Suphanburi vào ngày 18 tháng 5, thì rõ ràng câu lạc bộ này rất khó để nhả được những cầu thủ được coi là tốt nhất của mình dành cho đội tuyển U23 Thái Lan. Lúc này thế trận vẫn đang diễn ra khá cân bằng, Singapore cũng không e ngại đẩy cao đội hình để chơi song phẳng với cầu thủ U23 Thái Lan. Tiền vệ trung tâm của Thái Lan vào lúc này đó là Wirathep Phomphan và Chai Piat. Wirathep Phomphan chính là một trong ba cầu thủ quá tuổi của U23 Thái Lan tại giải đấu này, cùng với Gorachit và Kawin. Wirathep Phomphan là cầu thủ đã thi đấu cho câu lạc bộ Mông Thông United. Mùa giải này thì anh cũng thi đấu không thực sự nổi bật tại Thái League, thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm, nhưng Wirathep Phomphan chưa có được bất kỳ một bàn thắng nào tại Thái League, và anh cũng chỉ có một pha kiến tạo thôi. Không được. Vừa rồi là tình huống phòng ngự bóng bổng thành công của các trung vệ bên phía Singapore. Đã có lỗi. Lỗi vừa rồi là của cầu thủ số 5 Bin Sanja. Pha xoạc bóng khá nguy hiểm của Bin Sanja bên phía U23 Singapore. Với thể hình của mình thì chắc chắn bóng bổng không phải là một điều gì đó quá khó khăn đối với Singapore. Khá nguy hiểm. Những ra vào không thực sự an toàn đến từ thủ thành Jaipul Nijam. Có thể thấy là thể hình của các cầu thủ Singapore là ấn tượng, nhưng đối với thủ thành Nijam thì anh lại không có được chiều cao tốt một thủ môn. Người đá phạt đó là Wirathep. Coi! Vừa rồi thì thủ thành Nijam đã khẽ chạm được tay vào bóng. Bóng không tới được vị trí của James David. Trong trận đấu ra quân thì hiệp 1 Jonathan James David chơi khá hay, nhưng rõ ràng là với việc mất người thì ý đồ chiến thuật của huấn luyện viên Poking đã bị phá sản, và anh cũng chính là một những cầu thủ đã phải bị thay ra ở đầu hiệp đấu thứ hai. Cầu thủ vào thay cho James David trong trận đấu đó là hậu vệ phải Nakin. Dứt điểm. Sau những bàn thua sớm ở giải đấu này thì có vẻ như cầu thủ U23 Singapore đã chơi cẩn trọng hơn rất nhiều. Thời tiết tại Nam Định lúc này là rất đẹp. Nếu biết thì vào ngày hôm qua, các kết quả ở vòng 2 khu vực bảng A, Đông Timor đã có một trận đấu quả cảm trước cao thủ U23 Myanmar. Cuối cùng thì họ cũng đã để thua ở phút bù giờ cuối cùng với bàn thắng của
Aung Xue. Timor Leste đã có một trận đấu nỗ lực trước U23 Myanmar thì họ đã bị dẫn trước 2 bàn trong hiệp yếu đầu tiên. Sang hiệp 2 thì Mourinho và Zay đã lần lượt rút ngắn tỷ số và san bằng tỷ số cho cao thủ Timor Leste. Sau đó thì họ cũng rất nỗ lực để thậm chí muốn có một trận lội ngược dòng trước U23 Myanmar, nhưng cuối cùng đã bị sơ hở ở phút bù giờ thứ 5. Trong khi đó thì U23 Việt Nam cũng có một trận đấu thực sự rất vất vả với các cầu thủ U23 Philippines. Ngày hôm qua thì thời tiết tại Việt Trì, Phú Thọ đã không ủng hộ cầu thủ của chúng ta. Một cơn mưa to trước, trong và sau trận đấu nữa đã khiến cho mặt chân Việt Trì Phú Thọ ngày hôm qua trơn trượt. Các pha phối hợp của chúng ta đã diễn ra một cách rất khó khăn khi mà cầu thủ Philippines đã tổ chức phòng ngự cực kỳ kín kẽ và lối chơi kỷ luật. Cộng thêm một ngày không may mắn thì đội quân của huấn luyện viên Park Hang-seo đã không thể có được một bàn thắng nào vào lưới của các cầu thủ U23 Philippines. Lúc này thì ở bảng A, cầu thủ Philippines vẫn đang đứng đầu bảng. Ngày thì Philippines và Việt Nam cùng có được 4 điểm, nhưng với hiệu số dương 4 thì Philippines đang nhất bảng. Ngày hôm nay thì cánh trái của cầu thủ Thái Lan đã có sự xuất hiện của Efandolo. Efandolo là cầu thủ thuộc biên chế của câu lạc bộ Buriram. Rõ ràng cầu thủ trẻ Dolo không phải là nhân tố chính trong màu áo của Buriram. Như vậy anh đã được câu lạc bộ này đồng ý cho tham dự tại SEA Games 31 trong màu áo đội tuyển của U23 Thái Lan. Dolo tát bóng quá sâu. Và tạt bóng không tốt của Dolo. Vẫn chưa có được một cơ hội thực sự nguy hiểm nào của các cầu thủ U23 Thái Lan về khung thành của Philippines cả. Đội khung thành của Singapore. Rất nhiều kỳ vọng trước khi đến với giải đấu hôm nay. Nhưng hôm nay thì rõ ràng là Thái Lan đến thời điểm này vẫn chưa làm hài lòng các cổ động viên của nước này. Sau trận thua 1-2 trước Malaysia thì các cổ động viên của Thái Lan đã tỏ ra cực kỳ thất vọng. Họ nói rằng nếu cứ chơi như thế này, thậm chí là các cầu thủ Thái Lan còn không thể vượt qua được vòng bảng nữa. Vẫn đang chơi ở một tầm rất cao. Lên bóng dành cho cao thủ Singapore. Phạt góc. Người có tình huống tạt bóng đó là Minh Sun. Pha
bóng không an toàn của Cawin. Rồi, thủ thành Cawin đã có một pha ra vào sai. Rất may là cầu thủ Singapore đã không thể tận dụng pha bóng ra vào không tốt của Cawin. Bóng đã chạm đầu của Minh Sun. Lúc này thì vẫn chưa bên nào tung ra được một cú dứt điểm nào cả. Đấu đang diễn ra với một tốc độ khá cao. Pha xoạc bóng của Ekanit. Đến bây giờ đấu này thì Singapore không có được sự ủng hộ của anh em nhà Fandi, Ifan Fandi và Isan Fandi. Cả hai đang thi đấu cho màu áo của câu lạc bộ Pathum United của Thái Lan. Ifan Fandi là trung vệ thì anh đã đá chính tới 24 trận. Cơ hội cho cầu thủ Thái Lan. Tình huống đánh trung lộ khá sắc nét của U23 Thái Lan. Anusak, Buafan, không được, mà chuyền bóng quá mạnh của Surapat Buafan. Thực tế thì trong trận đấu đầu tiên, khi mà hàng công của cao thủ U23 Thái Lan chơi khá tốt trước U23 Malaysia thì hàng thủ của Thái Lan vẫn để lại rất nhiều những nỗi lo lắng. Không phải tới khi mà họ bị thẻ đỏ thì hàng thủ của Thái Lan mới tỏ ra không vững chắc, mà trước đó thì hàng loạt những tình huống tốc độ của các tiền đạo bên phía U23 Malaysia đã gây rất nhiều khó khăn cho Buafan cũng như là Jonathan Kemdi. Cầu thủ đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp với một pha kéo người đối với tiền đạo bên phía Malaysia ở phút thứ 41. Lúc này thì Thái Lan vẫn đang gặp khó khăn với lối chơi kín kẽ và lăn xả của các cầu thủ Singapore. Nghĩa nói thì với việc Ifan Fandi và Isan Fandi phải hội quân cùng câu lạc bộ Pathum United vì đội bóng này đã lọt vào vòng đấu và trực tiếp của AFC Champions League. Tại vòng bảng năm nay thì câu lạc bộ Pathum United đã xuất sắc đứng thứ nhất tại khu vực bảng G, nơi có những đội bóng như là Manchester City của Australia, như là Dragon của Hàn Quốc, đội bóng rất mạnh. Trong khi đó thì những đội bóng khác của Thái League như là Chiang Rai và Buriram thì đều đã bị loại. Đặc biệt là người em Isan Fandi năm nay vẫn đủ độ tuổi để tham dự SEA Games khi anh năm nay mới 23 tuổi. Một mùa giải rực sáng của Isan Fandi trong màu áo của Pathum khi anh đã có 8 bàn thắng tại Thái League ở mùa giải năm nay. Nakin, Genevieve, vẫn còn rất nhanh.
và băng xuống của Enakit Manaya. Rõ ràng là sau trận đấu đầu tiên không có kết quả khả quan thì huấn luyện viên Mano Polking rất lo lắng với những trận đấu tiếp theo, đặc biệt là trận đấu với Singapore. Đây có thể coi là một những trận đấu bản lề. Nếu như ngày hôm nay không có được kết quả thuận lợi trước U23 Singapore thì rõ ràng là quãng đường còn lại ngày hôm nay của Thái Lan cũng gặp rất nhiều khó khăn. Ngày hôm nay chúng ta có thể thấy là các cầu thủ Campuchia chơi tốt tới như thế nào. Một hình ảnh đội bóng trẻ Campuchia chơi cực kỳ ấn tượng trước một đội bóng được đánh giá rất cao sau loạt thi đấu đầu tiên, đó là U23 Lào. Một trận đấu mà các cầu thủ Campuchia đã chơi trên chân một cách hoàn toàn so với người láng giềng Lào. Nói về sự thiếu vắng của Singapore, họ không có sự phụ của hai anh em nhà Phan đi thì rõ ràng là với cầu thủ U23 Thái Lan họ cũng không có được sự phục vụ của hai anh em Subhachok cũng như là Suphanat. Không có lỗi biệt vị, căng ngang thôi. Enakit quá chậm rồi, pha xử lý quá chậm của Enakit, đội đã trôi qua với các cầu thủ U23 Thái Lan. Cần phải có một tình huống dứt điểm ngay, quá cầu kỳ. Vừa rồi là một thẻ vàng dành cho các cầu thủ U23 Thái Lan. Thẻ vàng dành cho Chai Piat. Đó là thẻ vàng đầu tiên của trận đấu này. Rất quyết liệt. Đến biên dành cho Thái Lan, pha phòng ngự tốt của Anusak Saifet, cầu thủ chơi thay cho Khemri trong trận đấu ngày hôm nay. Và chắc chắn là trận đấu sau thì Anusak Saifet vẫn sẽ là cầu thủ đá chính. Jonathan Khemri, trung vệ đang chơi cho câu lạc bộ Orensi tại Đan Mạch, đã nhận thẻ đỏ trực tiếp, và với thẻ đỏ trực tiếp thì anh sẽ phải nghỉ hai trận đấu tiếp theo. Và đương nhiên ngoài trận đấu gặp cầu thủ Singapore, pha tạt bóng khá tốt, vẫn còn căng ngang phạt góc cho cầu thủ U23 Singapore. Ngoài trận đấu gặp Singapore thì Khemri sẽ còn phải nghỉ một trận đấu nữa, đó là trận đấu gặp cao thủ Campuchia. Đây là vòng thi đấu thứ hai của khu vực bảng B môn bóng nam SEA Games 31. Ở vòng thi đấu thứ hai này thì Malaysia sẽ là đội không phải thi đấu. Sau một trận đấu đầu tiên cực kỳ vất vả thì Malaysia rất may mắn đã được nghỉ ở vòng đấu này. Vẫn còn căng ngang, không vào. Một tình huống vất vả của Ka Huynh. Singapore đang gây bất ngờ đối với cầu thủ Thái Lan trong trận đấu ngày hôm nay. Lối chơi chặt chẽ và quyết đoán hơn rất nhiều so với trận đấu đầu tiên mà họ đã có tỷ số hòa 2-2 với các cầu thủ U23 Lào. Và một lần nữa xem lại tình huống xử lý rất hay. Vừa rồi là pha xử lý của trung vệ Harris Stewart rất bất ngờ. Trong một tình huống dâng cao thì Stewart có một tình huống xử lý không khác gì một tiền đạo cả.
cắt ngang. Không được, quá cao rồi. Afandolo đã có một tình huống căng ngang không tốt. Và tiếc nuối của ông Manopolking. Cần có một pha bóng cảm giác hơn đến từ hậu vệ trái bên phía U23 Thái Lan. Và Gustafsson đã đợi rồi. Cần phải có một tình huống căng ngang ở tầm thấp. Phút 31 của trận đấu và tỷ số vẫn đang là 0-0. Đã diễn ra trong trận đấu gặp Malaysia và những phút đầu tiên của trận đấu này thì có thể thấy là hàng công của Thái Lan cũng chưa đủ sắc sảo, vẫn là những tình huống tấn công khá dồi dào, đặc biệt là những tình huống cuối cùng, những tình huống để có thể cụ thể hóa các cơ hội trở thành bàn thắng của Thái Lan thì tỏ ra có chất lượng rất thấp. Zaiful Nizam là thủ thành của câu lạc bộ Geylang International. Hôm nay thì ba cầu thủ nằm ngoài độ tuổi U23 của Singapore. Đó là Zaiful Nizam, Bin Salaji và Muhammad Arifin. Đều thi đấu ở những đội bóng đang có thành tích không tốt tại giải vô địch quốc gia Singapore. Câu lạc bộ cầu thủ thành Zaiful Nizam đó là Geylang thì đang đứng thứ 7 trên 8 đội. Từ đó thì câu lạc bộ của Muhammad Arifin là câu lạc bộ Hau Lang United thì đang đứng ở vị trí thứ 6 trên 8 đội. Và câu lạc bộ của Bin Salaji thì thậm chí còn đang đứng ở vị trí thứ 8. Câu lạc bộ của anh đó chính là Yang Lion. Này thì rõ ràng là U23 Singapore đang thể hiện một bộ mặt rất khác so với trận đấu đầu tiên của họ tại SEA Games năm nay. Có lẽ ông Manopolking cũng rất bất ngờ với cách mà Singapore đã thể hiện trong trận đấu ngày hôm nay khi đối đầu với U23 Thái Lan không hề dễ dàng. Gustafsson rất nhanh. Không được. Ở trận đấu trước thì Gustafsson chính là cầu thủ có bàn thắng duy nhất cho các cầu thủ U23 Thái Lan. Tưởng chừng như bàn thắng coi rất căng và bất ngờ. Rất xa nữa. Cú sút vừa rồi vào khoảng 35 mét, bóng đi rất căng. Cú sút đến từ cái chân trái của Wedathep Phomphan. Hôm nay thì Thái Lan có 2 tình huống dứt điểm, trong khi đó thì Singapore vẫn chưa có được tình huống dứt điểm cầu môn nào cả. Chơi với một đội hình thấp và đương nhiên là không dễ để cho cầu thủ Thái Lan có thể có được những cơ hội. Tiếp tục là một tình huống phối hợp rất rời rạc của cầu thủ trên hàng công bên phía U23 Thái Lan. Đi giảm
không có lỗi của các cầu thủ Singapore. Lee Sam. Tình huống mà rõ ràng Griffin Stewart cần phải lùi về để hỗ trợ cho thủ thành bên phía Singapore. Để bóng cho cầu thủ Singapore, Griffin Stewart hơi nhẹ và chuyền bóng của Minshun. Lúc này thì cự ly đội hình của U23 Singapore là rất ổn, không có nhiều khoảng trống cho các thủ Thái Lan. Rõ ràng là ở giải đấu này thì những cầu thủ nằm ngoài độ tuổi U23 của Thái Lan cũng không phải là những cầu thủ chất lượng. Ngay cả Vorachit, cầu thủ của Pathum United, đội bóng đã lọt vào tới vòng thi đấu loại trực tiếp của AFC Champions League mùa giải năm nay. Nhưng Vorachit vẫn được đồng ý cho đi dự SEA Games 31 cùng đội tuyển U23 Thái Lan. Rõ ràng là ở trận hôm nay, nếu như huấn luyện viên Manu Pulking được lựa chọn những cái tên tốt nhất thì ông sẽ chọn những tiền vệ như là Sarac Yonien và phần nào đó là Subhashok Sasarat nữa, những cầu thủ đánh giá là tốt nhất tại Thái League ở thời điểm hiện tại. Rõ ràng là chiếc vô địch của đội tuyển Thái Lan tại AFF Suzuki Cup năm 2020 thì nhiều người đánh giá là Subhashok Sasarat xuất sắc không kém gì với cầu thủ xuất sắc nhất của Thái Lan. Cơ hội dành cho cầu thủ Singapore. Rõ ràng là ở AFF thì Sun Prasin đã được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải, nhưng Subhashok Sasarat cũng là một cầu thủ vô cùng ấn tượng. Khá là phản trọng không tốt, cũng là cao thủ Singapore. Và va chạm rất mạnh. Vẫn còn. Không có gì cả. Trọng tài Fazi nói không với tình huống va chạm vừa rồi. Tác động của Anushak Saifet là chưa đủ để khiến cho Griffin Stewart ngã ra. Chưa đủ để khiến cho trọng tài Haji thổi phạt đền dành cho các cầu thủ Singapore. Đó là một màn thể hiện rất thất vọng đến từ U23 Thái Lan. Một lần nữa chúng ta xem lại tác động đến từ trung vệ Anushak Jaifet đối với Griffin Stewart của Singapore. Thái Lan vẫn đang kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng những cơ hội thực sự nguy hiểm thì họ chưa tạo ra. Tình huống trượt chân của Griffin Stewart.
Hôm nay thì Thái Lan vẫn là đội bóng có nhiều chức vô địch môn bóng đá nam SEA Games nhất với 14 chức vô địch. Cơ hội cho cầu thủ Singapore. Đá thẳng là không hợp lý trong pha bóng vừa rồi. Ông Nasri Nasir. Rất tiếc với pha bóng mà cao trò của mình đã bỏ lỡ một cách tương đối đáng tiếc. Tình huống sút bóng thực sự là hơi phí. Quá sâu. Nếu nói thì những đường chuyền cuối cùng của các tiền vệ bên phía U23 Thái Lan có cảm giác không tốt. Cầu thủ quá tuổi của Thái Lan như là Weerathep và Vorachit không được trọng dụng nhiều tại câu lạc bộ ở mùa giải hôm nay. Và đương nhiên là ở cấp đội tuyển quốc gia thì họ cũng không được thi đấu. Rồi, Ekanit đối mặt, không vào. Pha bóng tốt nhất của các cầu thủ Thái Lan kể từ đầu trận đấu tới giờ nhưng Ekanit đã bỏ lỡ, vẫn còn. Kepipat, Gustafsson, vẫn là Gustafsson, chậm mất rồi. Lỗi của Thái Lan. Và dứt điểm quá lành đầu tiên là của Ekanit Panaya. Và chuyền bóng tốt của Gurachit. Góc sút là quá rộng để cho số 7 bên phía U23 Thái Lan có thể mở tỷ số trong trận đấu này. Nhưng anh đã bỏ lỡ. Và đánh trung lộ rất nhanh của các cầu thủ U23 Thái Lan. Thời gian của hiệp 1 chỉ còn khoảng hơn 1 phút nữa thôi cho những thời gian thi đấu chính thức. Thì tại môn bóng đá nam ở SEA Games năm nay đã xảy ra khá nhiều những bất ngờ. Bất ngờ đến từ cả hai bảng đấu, bảng A và cả bảng B nữa. Rồi! Phạt đền dành cho cầu thủ U23 Thái Lan. Nút thắt đã được mở rồi. Người có tình huống xâm nhập tốt đó chính là Joe David. Chắn là một quả phạt đền. Tình huống thổi phạt chính xác của trọng tài Fozzi. Joe David đã nhanh hơn một nhịp so với Salazi. Và chính Joe David là người thực hiện tình huống đá phạt đền này cho các cầu thủ U23 Thái Lan. Joe David cùng với Chai Pivat và Jonathan Kambi là bao thủ đang thi đấu tại nước ngoài. David, tỷ số 1-0 cho các cầu thủ U23 Thái Lan. Một trận đấu thực sự rất khó khăn. Nhưng cuối cùng thì Thái Lan đã có được tình huống đá phạt đền thành công của James David. Ở
tình huống tranh chấp trước đó thì rõ ràng là trung vệ bên phía U23 Singapore Bin Sadaji đã có một tình huống chậm hơn và anh khá non ở tình huống tiếp theo. Tình huống mà James David đã đánh lừa được thủ thành Nijam bên phía U23 Singapore. Thời gian thi đấu của hiệp 1 chỉ được còn tính bằng giây thôi, 2 phút bù giờ. Benjamin James David cũng chính là cầu thủ đã từng thi đấu cho các cấp độ đội trẻ của Singapore và ngày hôm nay anh đã ghi bàn vào lưới được coi là đội bóng cũ của mình. Trước đây thì Benjamin James David từng thi đấu cho các cấp độ của U16 cũng như là U19 của Singapore. Và ngày hôm nay thì trong màu áo của U23 Thái Lan, anh đã ghi bàn vào lưới đội bóng cũ của mình. Như vậy là hiệp 1 đã kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về các cầu thủ U23 Thái Lan. Cho dù trong hiệp đấu đầu tiên này các cầu thủ Singapore đã vô cùng nỗ lực và họ cũng đã có một thế trận tốt trước đội bóng được đánh giá mạnh hơn, Clean. Như vậy là hiệp đấu thứ hai bắt đầu. Trong hiệp đấu thứ hai thì Thái Lan bảo vệ cầu môn phía tay trái hướng theo dõi của quý vị và các bạn. Với bàn mở tỷ số trong những phút cuối cùng của hiệp 1 thì chắc chắn là lối chơi của các cầu thủ Thái Lan cũng sẽ dễ dàng hơn. Trong hiệp đấu đầu tiên thì các cầu thủ Singapore chơi với một đội hình rất thấp, cũng là với một sơ đồ ba trung vệ, nhưng ngày hôm nay thì Thái Lan đã gặp khó khăn với một hàng phòng ngự với số đông của các cầu thủ Singapore. Họ chơi với sơ đồ là 5-4-1, rất khác với trận đấu mà Singapore đã hòa các cầu thủ Lào ở vòng thi đấu đầu tiên. Lúc đó thì Singapore chơi với sơ đồ là 3-5-2. Thủ đá biên đó là Bin Kanadi. Hôm nay thì Kanadi đá chính để thay cho số 4 Bin Adulap. Anusak. Này nhìn chung thì cầu thủ chơi thay thế cho Khambi đó là Anusak Jaifet đang chơi khá ổn. Vẫn là một đội hình rất thấp của U23 Singapore, cho dù lúc này họ đang bị dẫn trước với tỷ số 1-0 bởi Thái Lan. Bóng vẫn còn trong sân. Erakit, James David, tuyến 2, chưa thể dứt điểm, dứt sút xa, khá nguy hiểm, vẫn còn, Vuracic, thôi, tỷ số 2-0 cho cao thủ Thái Lan, rất nhanh, ngay ở phút thứ 2 của hiệp đấu thứ 2 thì tỷ số đã được nâng lên 2-0. Như đã nói thì với bàn thắng ở cuối hiệp 1 thì chắc chắn là lối chơi của Thái Lan sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Và ngày hôm nay thì với việc họ không bị mất người như trận đấu trước thì chắc chắn là Thái Lan sẽ gây nhiều khó khăn đối với U23 Singapore. Đây có lẽ là một tình huống phản lưới nhà. Vuracic là người căng ngang, cầu
thủ đá phạt lưới nhà đó là Harry Stewart. Xem lại tình huống này. Một tình huống khá đáng tiếc đối với hàng phòng ngự của U23 Singapore. Trước đó thì Wiratap Phomphan đã có một pha xử lý rất kinh nghiệm. Anh bình tĩnh cầm bóng vượt qua một tiền vệ bên phía Singapore, sau đó tung ra cú sút rất hiểm hóc khiến cho thủ thành Nijam đã phải vất vả đẩy bóng. Và ở tình huống 2 thì Gurashit đã có một nỗ lực căng ngang khiến cho tình huống mà trung vệ Harris Dewood băng về, anh đã có pha đá nhà 2-0 cho cao thủ Thái Lan ở phút thứ 48. Khó khăn lại thêm chồng chất khó khăn đối với cầu thủ Singapore. Thế trận vẫn đang hoàn toàn thuộc về U23 Thái Lan. Và lúc này thì Singapore vẫn đang chơi với sơ đồ là 5-4-1. Một sơ đồ thiên về phòng ngự. Chắc chắn là trong hiệp đấu thứ hai thì huấn luyện viên Nasri Nasir sẽ phải thay đổi thôi. Nếu để thua trận đấu này thì quãng đường đi tới trận bán kết của Singapore thực sự là quá khó khăn. Elakit coi không được, đúng là lối chơi của Thái Lan đã phóng khoáng rất nhiều. Tỷ số là 3-0 cho cao thủ U23 Thái Lan. Có vẻ như Singapore đã vỡ trận rồi. Đúng là cao thủ Singapore tỏ ra non nớt ở giải đấu năm nay. Họ đã nỗ lực vào khoảng hơn 40 phút trong hiệp đấu đầu tiên, nhưng cuối cùng thì thế trận phòng ngự của U23 Singapore đã bị đổ bể bởi một tình huống phạt đền. Và chỉ khoảng hơn 6 phút hiệp đấu thứ hai thôi, liên tiếp có hai bàn thắng cho cao thủ Thái Lan. Chẳng có lỗi việt vị nào của Enakit trong pha bóng này cả. Rõ ràng những tình huống phòng ngự rất hời hợt của cao thủ U23 Singapore đã phải trả giá bằng bàn thua thứ 3. Chắc chắn trận đấu này thì ban lãnh đạo cũng như là ban huấn luyện của đội tuyển U23 Thái Lan có thể ăn mừng được rồi. Thời gian thi đấu là còn rất dài, nhưng nhìn vào cách mà cao thủ U23 Thái Lan chơi trong trận đấu này tỏ ra quá nhàn nhã so với U23 Singapore, đặc biệt là ở những phút đầu tiên trong hiệp đấu thứ hai. Chính xác hơn là sau tình huống họ mở được tỷ số trong hiệp 1. Những sự thay đổi người bên phía các cầu thủ U23 Singapore. Mema Viwa, cầu thủ trận đấu trước đã có bàn thắng sang bằng tỷ số 2-2 cho các cầu thủ Singapore ở những phút bù giờ cuối cùng. Mema Viwa là cầu thủ Singapore nhưng có gốc Phi. Thực tế đây là một trung vệ. Ở giải đấu này do huấn luyện viên Nasri Nasir không có quá nhiều những sự lựa chọn, thì ông bắt buộc phải sử dụng Mema Viwa ở vị trí tiền đạo.
một cầu thủ nữa được tung vào sân, đó là vị trí của Bin Adulat. Trận đấu trước thì Bin Adulat đá chính này của hành lang cánh trái của U23 Singapore. Cầu thủ bị đau bên phía Thái Lan đó là trung vệ Adulat. Rất khó để cho trận đấu này huấn luyện viên Lasri Nasir có được niềm vui gỡ hòa như trong trận đấu gặp U23 Lào. Vẻ mặt rất vui của ban lãnh đạo bên phía U23 Thái Lan. Đấu mà Kawin đã rất nhàn nhã. Lúc này cầu thủ chơi cao nhất trên hàng công của Singapore đó là Mema Vigwa. Vẫn là những tình huống phối hợp rất lập bập của phòng ngự bên phía U23 Singapore. Lên bóng cho Singapore. Vẻ như có một quả đá phạt. Và thẻ vàng. Thẻ vàng dành cho Pua Phan. Là cơ hội cho cao thủ U23 Singapore nghĩ tới bàn thắng rút ngắn tỷ số. Đánh đầu. Không có một cầu thủ nào tạo ra được một điểm chạm sau pha đá phạt vừa rồi. Pha đá phạt của Arifin. Chuyền bóng của Goracic. Gustafsson rất trống trải. Ben David. Không biết các thành viên trong màu áo đội tuyển U23 Singapore không lạ lẫm gì đối với Ben David cả. Họ đã từng thi đấu với nhau trong các cấp độ đội tuyển U16 cũng như là U19 của Singapore. Nhưng có lẽ việc Jervis lựa chọn Thái Lan làm bến đỗ cuối cùng ở các cấp độ tuyển quốc gia có lẽ là một điều dễ hiểu thôi. Thái Lan có một nền bóng đá phát triển hơn Singapore rất nhiều. Đặc biệt là trong những năm gần đây thì bóng đá Singapore đã chững lại đáng kể so với những đội bóng trong khu vực. Adulat. Bin Adulat. Khi phối hợp với nhau thì ba trung vệ bên phía Singapore đó là Salazi, Harris Dewood và cả Bin Sanjan nữa phối hợp với nhau một cách rất khó khăn. Cao thủ U23 Thái Lan có thể thi đấu
chậm chạp hơn rất nhiều. Vẫn là một bầu không khí rất cuồng nhiệt có mặt trên sân vận động Thiên Trường. Tất cả các trận đấu bảng B của môn bóng đá nam năm nay sẽ được tổ chức tại Thiên Trường Nam Định. Sự thay đổi người bên phía U23 Thái Lan. Những pha phối hợp quá rời rạc của cầu thủ U23 Singapore. Rồi thì tốc độ của Griffin Stewart là không đủ sau đường truyền của các đồng đội. Wood Thompson rời sân để nhường chỗ cho Korawik Tasa. Korawik Tasa là cầu thủ của câu lạc bộ Mouton United. Rõ ràng là nếu như ở giải đấu này Singapore có được sự phục vụ của anh em nhà Fandi thì họ sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều. Vẫn là cầu thủ Thái Lan. Ngay sau khi vừa vào sân thì cầu thủ số 8 Korawik Tasa đã có cơ hội. Chắc chắn là sau bàn thua thứ ba thì Singapore dường như là đã vỡ trận rồi. Này thì họ không biết là tiếp cận trận đấu như thế nào nữa. Nếu như dồn hết sức lực để tham gia mặt trận tấn công thì rất có thể Singapore thậm chí còn phải nhận thêm những bàn thua. Ngay cả khi họ chơi với một đội hình thấp tới như vậy mà cho tới lúc này phút thứ 61 thì U23 Singapore đã phải nhận tới 3 bàn thua rồi. Nói thì nếu như việc của anh em nhà Fandi chưa chắc đã giúp cho U23 Singapore có được những chiến thắng ở giải đấu hôm nay, nhưng rõ ràng là họ sẽ vất vả, đỡ vất vả hơn rất nhiều. Thôi! Mema Biwa không thể tiếp cận được trái bóng. Và xử lý rất hay của James David. Búa phản. Hôm nay thì Efadolo chơi ổn nơi phía là cánh trái để thay cho Satham. Búa phản. Wirathep. Hôm nay thì cao thủ Thái Lan đang giảm nhịp độ trận đấu. 3-0 cũng đã là tương đối đủ. Này thì với mật độ thi đấu khoảng 2 ngày một trận và danh sách đăng ký của các đội bóng chỉ được khoảng 20 cầu thủ thôi, đó là một điều hết sức khó khăn và các đội bóng sẽ phải tính toán rất kỹ lưỡng cho một trận đấu dài. Thế mà vi qua lỗi của cầu thủ bên phía Singapore.
Thực chất thì Bebaywa là một trung vệ và không thể trách anh trong những tình huống dẫn bóng như vừa rồi được. Bebaywa đã phạm lỗi với Chaipi Pat. Nói thì Chaipi Pat cùng với Ben David và Jonathan Kembe là những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Chaipi Pat là cầu thủ thuộc biên chế của Estoril, đội bóng giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha. Nhưng thực tế thì Chaipi Pat chỉ là quân số của đội trẻ Estoril thôi. Ben David là cầu thủ của Oxford nhưng anh cũng không được thi đấu nhiều. Và đó cũng là trường hợp của Jonathan Kembe đang chơi cho Odense của Đan Mạch. Nhìn vào thực tế cục diện ở khu vực bảng B, nếu như Singapore để thua trong trận đấu ngày hôm nay với tỷ số như thế này thì rất nhiều khả năng phải tới 90% họ sẽ bị loại. Malaysia có một lực lượng tốt hơn so với U23 Singapore, và ngay cả khi Singapore đối đầu với Malaysia thực tế cũng rất khó. Nhìn cách mà U23 Singapore đã thi đấu chật vật như thế nào trước các cầu thủ U23 Lào, có thể thấy là năm nay huấn luyện viên Nasri Nasir không có được một đội quân thực sự tốt. Trong trận đấu trước sau khi bị thẻ đỏ thì đội hình 4-2-3-1 của Thái Lan đã phải chuyển đổi sang đội hình 4-4-1 với 9 cầu thủ. Khi đó thì Elakit đã được đẩy lên vị trí tiền đạo mục tiêu. Cầu thủ như là Guracic chuyển sang phía cánh trái. Và trong việc đấu thứ hai thì Paparon được đẩy lên phía cánh phải để chơi thay cho James David. Và sơ đồ đó thì ngay cả các cầu thủ cũng không được chơi ở vị trí sở trường. Và lối chơi của U23 Thái Lan đã bị phá sản trước Malaysia. Họ đã bị thua ngược ở những phút bù giờ cuối cùng. Tỷ số là 4-0 cho cầu thủ Thái Lan. Đúng là hàng thủ của Singapore đã vỡ vụn rồi. Những tình huống tấn công quá đơn giản của U23 Thái Lan. Bàn thắng cứ thế đến. Như vậy là hiệp đấu thứ hai mới chỉ trải qua có hơn 12 phút thôi thì Thái Lan đã có thêm 3 bàn thắng nữa rồi. Chắc chắn lúc này có thể khẳng định 3 điểm đã thuộc về các thủ U23 Thái Lan cho dù trận đấu vẫn còn nhiều thời gian. Người ghi bàn là Ekanit. Hôm nay thì Ekanit xứng đáng có bàn thắng. Anh chơi rất hay. Pha lập bóng quá đơn giản. Có thể nói là một mình Ekanit đánh bại hàng phòng thủ 4 người và một thủ môn bên phía U23 Singapore. Lúc này thì các thủ trẻ bên phía Singapore đã quá rệu rã rồi. Cho U23 Thái Lan ở phút thứ 68. Phản Dolo
Một hiệp hai như đang đi dạo của các cầu thủ U23 Thái Lan. Họ đang dẫn 4 bàn và đang cầm bóng. Trong khi đó các cầu thủ Singapore thì chưa thể làm gì. Hôm nay thì Singapore đã đổi sang đội hình là 3-5-2. Hai tiền đạo phía trên. Nhưng đây có lẽ cũng không phải là phương án tốt. Vì như nói khi đẩy lên thì họ sẽ phải nhận thêm bàn thua. Và đó chính là bàn thua thứ tư của U23 Singapore. Thẻ vàng. Thẻ vàng dành cho Bisahiran. Ở trong trận đấu trước thì cầu thủ U23 Thái Lan ngoài chiếc thẻ đỏ của Jonathan Kennedy thì họ chỉ phải nhận một chiếc thẻ vàng. Đó là thẻ vàng của Satham. Lúc này thì Thái Lan cũng mới chỉ phải nhận một thẻ vàng. Đó là thẻ vàng của Chayapipat trong hiệp thi đấu đầu tiên. Đường biên ngang. Mọi phương án tấn công của Singapore đều không có tác dụng. Bàn nhưng Thái Lan vẫn rất khẩn trương đưa bóng vào cuộc. Có thể thấy sự khát khao giành chiến thắng, thậm chí là một chiến thắng đậm của Thái Lan trong trận đấu này là cao tới như thế nào. Thời gian vẫn còn rất nhiều, còn khoảng hơn 18 phút nữa cho thời gian thi đấu chính thức của trận đấu này, chưa kể cả bù giờ. Cầu thủ Thái Lan. Đá phạt đó là Wirathep Phomphol. Đánh đầu. Có vẻ như U23 Thái Lan vẫn chưa muốn dừng lại. Vẫn rất đông những cái bóng xanh trong vòng cấm của U23 Singapore. Rồi. Vẫn còn. Phản công cho Singapore. James David. Bắt đầu là những tình huống nóng nảy của cầu thủ bên U23 Singapore. Nếu như để thua trận này với tỷ số như vậy
thì con đường vào tới bán kết của Singapore gần như đã khép lại rồi. Trước khi trận đấu giữa Thái Lan và Singapore diễn ra thì Campuchia tạm thời xếp đầu bảng với chiến thắng trước các cầu thủ Lào với tỷ số 4-1. Nếu như thì trận đấu này kết thúc với tỷ số Thái Lan cách biệt 4 bàn trước Singapore thì họ sẽ chiếm ngôi đầu bảng của Campuchia sau khi trận đấu này kết thúc. Tỷ số của Thái Lan đó sẽ là 5 bàn và để thua 2. Số bàn thắng của Thái Lan ghi được là nhiều hơn so với Campuchia. Vlahovic Genevieve, cầu thủ Thái Lan vẫn đang kiểm soát bóng và Singapore vẫn chưa thể đẩy cao đội hình. 4-0 có lẽ cũng đã là quá đủ đối với Thái Lan rồi. Nhưng nếu như Singapore đẩy cao đội hình mà Thái Lan thoát được pressing thì sẽ là thêm bàn thắng cho cao thủ U23 Thái Lan. Chất lượng đội hình của U23 Thái Lan là tốt hơn rất nhiều so với cao thủ Singapore. Lúc này có thể thấy là tinh thần thi đấu của U23 Singapore đã xuống quá thấp rồi. Bóng rất hay. Vẫn là những tình huống đan bóng. Enakit chỉ cần một tình huống sơ hở thôi thì ngay lập tức sẽ là một pha chơi bóng trực diện của Thái Lan và sẽ là một cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của U23 Singapore. Đây là một cơ hội như vậy. Nakin. Thể lực của Singapore đã quá xuống rồi. Việt vị mất rồi. Đúng là Thái Lan đang chơi bóng rất thoải mái. Đúng Việt vị của Korawit Tasa. Thực tế thì số 8 của Thái Lan chưa Việt vị. Nhưng tỷ số đã là 4-0 và không có công nghệ VAR thì quyết định của các trọng tài cũng hoàn toàn dễ hiểu thôi. Và di chuyển rất thông minh của Tasha. Enakit rời sân để nhường chỗ cho Terasak Kompimai. Đây là bàn thắng của Enakit trong trận đấu này. Ném biên cho U23 Thái Lan. Vòng đấu thứ 3 thì Thái Lan sẽ là đội bóng được nghỉ.
Trong khi đó thì ở bóng thứ tư họ sẽ gặp Campuchia. Một bóng chơi rất hay ở trận đấu vừa diễn ra trước trận đấu này thôi. Chiến thắng 4-1 trước U23 Lào. Tình huống tấn công rất rời rạc của cầu thủ Singapore. Rất dễ bắt bài. Và người cuối cùng thì Thái Lan sẽ gặp U23 Lào. Chiến thắng này sẽ là bước ngoặt để cho Thái Lan hướng tới trận bán kết. Lúc này thì chưa thể khẳng định được Thái Lan sẽ nhất bảng hay là nhì bảng ở bảng đấu này nữa. Đang tận 4-0 mà không có gì phải vội vàng đối với các cầu thủ Thái Lan cả. Họ vẫn đang cầm bóng để kéo đội hình cầu thủ Singapore lên cao và nó thực hiện những tình huống đánh sau lưng nơi hàng phòng ngự. Và chuyền bóng hỏng. Quyết điểm ở góc vừa rồi là một quyết định không tốt. Insarian là người có cơ hội để tung ra cú dứt điểm để tung thành của Calvin sau pha chuyền bóng khá ẩu của trung vệ Buafan. Hôm nay tỷ số đã là 4-0 rồi và như nói thì Thái Lan thi đấu hoàn toàn thoải mái thôi. Calvin trái phép. Khá hay. Cơ hội cho các thủ Thái Lan. Tỷ số là 4-0. Không phải, tỷ số là 5-0 rồi. Đã nói thì tinh thần của Singapore đã xuống quá thấp rồi. Ngay cả khi Thái Lan họ không còn muốn tấn công nữa thì sức kháng cự của Singapore cũng là không đủ. Vỡ trận hoàn toàn. Thua quá đậm. Lúc này thì có lẽ là U23 Singapore chỉ có nhận thêm bàn thua nữa hay không thôi. Thì chắc chắn là rất khó để có thể ghi bàn vào lưới của U23 Thái Lan. Cầu thủ ghi bàn đó chính là Korawis Tasa. Và cắt mặt rất nhanh. Và chuyền bóng như đặt của Quê Đá Thép. Một ngày thi đấu mà U23 Thái Lan đã cởi bỏ hoàn toàn được tâm lý khi mà họ để thua trận đấu đầu tiên. Thực tế là nếu như trong trận đấu gặp cao thủ U23 Malaysia, Thái Lan không bị mất người trong hiệp 1 và họ đang dẫn đối phương với tỷ số là 1-0 thì cũng thật khó để cho Malaysia có được một kết quả tốt đến như vậy. Một chiếc thẻ đỏ cực kỳ vô duyên của Candy. Lúc này thì thậm chí là Thái Lan có thể đá với 10 người thì Singapore cũng thực sự khó mà biết làm gì. James David. Lên bóng cho Thái Lan. Không được. Có vẻ như bóng vẫn còn trong sân. Ngày hôm qua thì rất nhiều lần đội tuyển Việt Nam có những tình huống như bóng như vừa rồi. Nhưng với mặt sân trời mưa quá to tại Việt Trì Phú Thọ thì những tình huống bóng hai của Việt Nam đã không còn. Mặt sân trơn trượt đã khiến cho lối chơi phối hợp của chúng ta gặp rất nhiều khó khăn trước cao thủ U23 Philippines. Những sự thay đổi người tiếp theo của U23 Thái Lan.
Huy Đá Thép rời sân. Huy Đá Thép chính là người vừa kiến tạo cho Kurawestasa ghi bàn. Rabat Satham, cầu thủ phải nhận thẻ vàng trong trận đấu gặp Malaysia, đã được tung vào sân. Và Narakon cũng là cầu thủ vào sân tiếp theo. Jay David. Này thì Thái Lan đang đá ma với cầu thủ Singapore. Vậy thì cao thủ mới vào sân của Thái Lan sẽ có nhiều sự khát khao để thể hiện. Phút thứ 85 của trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Singapore, trận đấu trong khuôn khổ loạt trận thứ hai của bảng B, tỷ số đang là 5-0. Ryan Stewart rời sân để nhường chỗ cho Isamin. Hôm nay huấn luyện Côn Kinh quyết định thay đổi cánh của Thái Lan và họ đã chơi cởi mở hơn, sắc sảo hơn với sự có mặt của Nakin bên phía cánh phải và Afandolo bên phía cánh trái. Rõ ràng là Singapore chỉ hướng tới những tiểu bóng chết như thế này để tìm kiếm cơ hội ghi bàn vào lưới của U23 Thái Lan thôi. Để phối hợp thì thực sự rất khó. Thể trạng của U23 Singapore đã xuống rất thấp rồi. Họ không còn đủ thể lực để thực hiện những tình huống phối hợp nữa. Bóng đã đi hết đường biên ngang sau tình huống chạm đầu của trung vệ Bin Sanja. Cũng như trận đấu gặp U23 Lào thì những phút trong hiệp 2, huấn luyện viên Rashid Nasir đã tung cầu thủ Emma Vigua vào sân để cầu may. Và vừa rồi là một pha xử lý không an toàn của thủ thành Kawin. Tỷ số đang là 5-0 và rõ ràng là cầu thủ Thái Lan hoàn toàn làm mọi điều mà họ muốn. Kawin vừa có một pha quạt bóng ngay trước vạch cầu môn, trước mũi giày của tiền đạo U23 Singapore. Thật sự là Singapore không thể phối hợp. Mất bóng rồi. Một cầu thủ bên phía Singapore đang rất đau, đó chính là Mema Vigua. Đó là Arifin, một trong ba cầu thủ ngoài U23 của Singapore. Arifin bị đau sau tình huống va chạm với Afandolo. Ở trận đấu như thế này thì có lẽ những phút cuối cùng của trận đấu Singapore cần phải tránh đi những tổn thất không đáng có. Muhammad Arifin là một trong ba cầu thủ quá tuổi và nếu như anh chấn thương không thể tiếp tục cái trận đấu tiếp theo thì rõ ràng là tổn thất của U23 Singapore còn lớn hơn rất nhiều. Và hôm nay thì Singapore chính là đội bóng đã để thủng lưới nhiều nhất tại SEA Games năm nay với 7 bàn thua.
trận đấu, và chắc chắn ông Phôn Kinh hoàn toàn hài lòng với những gì mà các học trò của mình đã thể hiện, đặc biệt là cú nước rút trong hiệp đấu thứ hai. Và cú vào để mở tỷ số của Jerevit ở cuối hiệp đấu đầu tiên cởi bỏ một tâm lý nặng nề cho các thủ môn Thái Lan. Sau đó là tình huống phản lưới nhà của Harris Dewood về phía Singapore ở phút thứ 48. Lần lượt ở phút thứ 51 và 66 thì Ekanit Pania đã có hai bàn thắng giúp cho U23 Thái Lan nâng tỷ số lên 4-0. Và Korawis Dasa, cầu thủ vào sân ở những phút cuối trong hiệp 2, đã nâng tỷ số lên 5-0 cho U23 Thái Lan. Lúc này thì Ekanit Pania chính là cầu thủ đầu tiên lập cú đúp tại trận đấu hôm nay, và anh cũng chính là cầu thủ đầu tiên có hai bàn thắng tại SEA Games. Những pha cầm bóng thực sự rất mạo hiểm. Cho dù đang thắng với tỷ số là 5-0 nhưng cũng không nên có những tình huống thi đấu được coi là thiếu tôn trọng đối phương. Vừa rồi cơ hội được dành cho cầu thủ Nemaviwa bên phía U23 Singapore. Có 4 phút bù giờ cho hiệp đấu thứ hai, cho nỗ lực đi tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số cũng như là bàn thắng danh dự cho U23 Singapore. Có lẽ ngay cả cầu thủ Singapore cũng đang chờ tiếng còi kết thúc trận đấu của các trọng tài. Nemaviwa không được, vẫn là những tình huống tấn công rời rạc, và cao thủ Thái Lan thì vẫn đang chờ cơ hội để tung ra những đường truyền phản công sau lưng các trung vệ bên phía U23 Singapore. Bé má vi qua không được, chẳng có một ai hỗ trợ cho tiền đạo có thể hình tốt bên phía U23 Singapore cả. Có lẽ với thế trận như thế này thì 4 phút bù giờ cũng là hơi nhiều. Ngay cả cầu thủ Singapore cũng đang muốn tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Adam Pazui vang lên. Phút bù giờ thứ 3 và Jerevit đang bị đau. Lúc này thì có lẽ nếu cầu thủ nào của Thái Lan bị đau thì ông Phôn Kinh chỉ cần đá với 10 người thôi, khi mà Thái Lan cũng đã hết quyền thay đổi người rồi. Một vẻ mặt rất vui của các hâm mộ đội tuyển U23 Thái Lan. Trong hiệp 1 thì huấn luyện viên Kinh mặc một chiếc áo trùng màu với chiếc áo của các trọng tài. Như vậy trong hiệp đấu thứ hai ông đã phải mặc một chiếc áo màu vàng.
cầu thủ Singapore dứt điểm quá nhẹ. Có lẽ đây cũng chính là tình huống cuối cùng của trận đấu này rồi. Tiếng còi kết thúc trận đấu của Wada Faji cũng đã vang lên. Tỷ số cuối cùng là 5-0 cho các cầu thủ U23 Thái Lan với các bàn thắng của James David, Enid Painia 2 bàn và Kodawit Tasa 1 bàn. Và còn lại là tình huống đá phản lưới nhà của trung vệ Harris Stewart bên phía U23 Singapore.